Sáng nay ngày 29 tháng 5, Hội đồng Khoa học Sáng kiến tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ nhất năm 2024 để thẩm định đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh của sáng kiến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2024. Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Sáng kiến tỉnh chủ trì phiên họp. Theo kết quả giả soát thẩm định sơ bộ các sáng kiến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ, Cơ quan Thường trực Hội đồng Khoa học và Sáng kiến tỉnh, đã có 37 sáng kiến đề tài nghiên cứu khoa học của các cá nhân, trong đó có 35 sáng kiến đề tài đủ điều kiện trình hội đồng xem xét đánh giá. Hội đồng đã thảo luận đánh giá nhận xét từng hồ sơ sáng kiến với các tiêu chí theo quy định hiện hành, đồng thời chỉ rõ những ưu điểm hạn chế của các sáng kiến. Trên cơ sở xem xét đánh giá, hội đồng đã bỏ phiếu chấm điểm, thống nhất lựa chọn 33 sáng kiến để trình Ủy ban dân tỉnh ban hành quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Sáng kiến tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan thường trực hội đồng, tổ thẩm định Hội đồng Khoa học Sáng kiến cấp tỉnh trong việc hướng dẫn tiếp nhận và phân loại các sáng kiến. Việc thẩm định sáng kiến đã được thực hiện kỹ càng, công tác đánh giá sáng kiến được thực hiện chặt chẽ khách quan. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị hồ sơ trình Ủy ban dân tỉnh công nhận 33 sáng kiến của 31 tác giả, đồng thời phối hợp với các sở ngành địa phương, hướng dẫn các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cá nhân có thêm nhiều đề tài sáng kiến, đăng ký tham gia trong những năm tiếp theo. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa mục đích ý nghĩa của sáng kiến. Các tác giả có các sáng kiến đã được công nhận năm 2024 sớm triển khai ứng dụng vào thực tiễn.